xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách giải nén file zip trên máy tính để giải nén file zip trên máy tính á thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên giả sử như đây tôi có một file zip vậy làm sao để tôi biết là file này là file zip thì để kiểm tra file á các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó và chọn vào dòng là property sau đó ở đây các bạn để ở dòng là type of file ở đây á nó có đuôi là zip chứng tỏ file này là file zip rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên để chúng ta có thể là giải nén file zip đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào file zip mà chúng ta muốn giải nén đó bây giờ tôi sẽ bấm phải chuột vào sau đó đây tôi sẽ chọn vào dòng là attach on nhớ nha các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là attach on rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí mà bạn muốn chạy nén Ở đây á, tôi sẽ để ở đơn dẫn mặc định Tức là file này á, nó nằm ở đâu thì tôi sẽ giải nén ở đó Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào Attach này thì quá trình giải nén á nó đang diễn ra nếu mà file càng nặng á thì quá trình giải nén á nó sẽ càng lâu nha còn nếu mà file nhẹ á quá trình giải nén nó sẽ nhanh hơn Đó. Đây là file mà tôi vừa giải nén này. Đó. Đó là cách đầu tiên để chúng ta có thể là giải nén file zip. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Rồi cách làm cụ thể như sau. Đầu tiên, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào file zip mà bạn muốn giải nén. Đó. Ở đây tôi có file zip thứ hai này. Bây giờ tôi muốn giải nén cái file này thì tôi sẽ bấm phải chuột vào nó. Sau đó ở đây, tôi sẽ chọn vào dòng là Adjust File hoặc là Adjust Here. Thì đối với Win 7 và Win 10 á, khi các bạn chúng ta bấm phải chuột vào file zip thì hai dòng Adjust File và Adjust Here nó sẽ hiển thị ở đây nha. Còn đối với Win 11 á, muốn xuất hiện hai dòng Adjust File và Adjust Here á thì chúng ta sẽ vào Win Rồi bây giờ tôi sẽ chọn giải nén kiểu Adjust File này, tôi chọn vào. OK. Thì lúc này á, tôi đã giải nén được một file. Đó, trong file này chứa hai file Word và một file Excel. Đó, đây là cách thứ hai để chúng ta có thể là giải nén file ZIP. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là giải nén file ZIP trên máy tính. Nếu thấy video hay hữu ích, thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.